Tôi sẽ khiến cho hạt giống Phật Pháp Tăng không đoạn tuyệt là báo ân Như Lai Đại Sư Tử Hống. Tôi sẽ nghiêm tịnh tất cả cõi Phật là thệ nguyện rốt giáo kiên cố Đại Sư Tử Hống. Tôi sẽ trừ diệt tất cả đường ác và các xứ nạn là tự giữ tịnh giới Đại Sư Tử Hống. Tôi sẽ đầy đủ thân lời và ý tướng tốt trang nghiêm của tất cả chư Phật là cầu phước không nhàm Đại Sư Tử Hống. Tôi sẽ thành tựu viên mãn hết thảy trí huệ của tất cả chư Phật là cầu trí không nhàm Đại Sư Tử Hống. Tôi sẽ diệt trừ tất cả chúng ma và các ma nghiệp là chánh hạnh dứt các phiền não Đại Sư Tử Hống. Tôi sẽ biết rõ tất cả các pháp không ta, không chúng sinh, không thọ mạng, không người, không vô tướng, vô nguyện, tịnh như hư không là vô sanh pháp nhẫn Đại Sư Tử Hống. Tối hậu sanh Bồ Tát chấn động tất cả cõi nước chư Phật, đều khiến cho nghiêm tịnh. Bấy giờ tất cả thích phạm tứ vương khen ngợi thỉnh cầu, xin Bồ Tát dùng pháp vô sinh mà hiện thọ sinh. Bồ Tát liền dùng mắt trí huệ vô ngại quán khắp tất cả chúng sinh thế gian, không ai bằng ta, liền thị hiện đản sinh ở nơi cung vua, tự đi 7 bước Đại Sư Tử Hống. Ta ở nơi thế gian là tối thắng đệ nhất, ta sẽ vĩnh viễn chấm dứt bờ mé sinh tử, là như thuyết mà làm Đại Sư Tử Hống, đó là 10. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này, thì sẽ đắc được Đại Sư Tử Hống vô thượng của Như Lai. Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 thứ bố thí thanh tịnh. Những gì là 10? Đó là bình đẳng bố thí, vì chẳng lựa chúng sinh, tùy ý bố thí, vì làm cho họ mãn nguyện, chẳng loạn bố thí, vì khiến cho được lợi ích, tùy nghi bố thí, vì biết thượng trung hạ, chẳng trụ bố thí, vì chẳng cầu quả báo, khai xả bố thí, vì tâm chẳng luyến chấp, tất cả bố thí, vì rốt ráo thanh tịnh, hồi hướng Bồ Đề bố thí, vì xa lìa hữu vi vô vi giáo hóa chúng sinh bố thí, vì cho đến đạo tràng vẫn không bỏ sự bố thí, tam luân thanh tịnh bố thí, vì đối với người thí, kẻ nhận và vật bố thí chánh niệm quán sát như hư không, đó là 10. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì sẽ đắc được bố thí rộng lớn thanh tịnh vô thượng của Như Lai. Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 thứ giới thanh tịnh. Những gì là 10? Đó là giới thân thanh tịnh vì giữ 3 điều ác nơi thân, giới lời thanh tịnh vì lìa 4 lỗi lầm nơi lời, giới ý thanh tịnh vì vĩnh viễn lìa tham sân tà kiến, giới chẳng phá tất cả học xứ thanh tịnh vì làm tôn chủ trong tất cả trời người, giới giữ gìn Bồ Đề tâm thanh tịnh vì chẳng thích tiểu thừa, giới giữ gìn quy chế của Như Lai thanh tịnh, vì cho đến tội rất nhỏ cũng sinh sợ hãi, giới ẩn mật hộ trì thanh tịnh, vì khéo cứu chúng sinh phạm giới, giới thanh tịnh chẳng làm tất cả điều ác, vì thệ tu tất cả pháp lành, giới thanh tịnh xa lìa tất cả cõi kiến chấp, vì nơi giới không chấp, giới giữ gìn tất cả chúng sinh thanh tịnh, vì phát khởi đại bi, đó là 10. Nếu các chúng sinh an trụ pháp này, thì sẽ đắc được giới thanh tịnh không lỗi vô thượng của Như Lai.